Thành ủy Hà Nội yêu cầu xem xét nới lỏng một số dịch vụ sau ngày 15 tháng 9. Thường trực Thành ủy Hà Nội giao ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số dịch vụ sau ngày 15 tháng 9 và ngày 21 tháng 9. Chiều ngày 13 tháng 9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp, đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Sau khi nghe ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt là chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng trong những ngày vừa qua, Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu, trong đó có gần 8.000 cán bộ y tế của các tỉnh, thành phố về hỗ trợ cho Hà Nội. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và ngày 21 tháng 9. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 13 tháng 9, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca dương tính mới với sars cov 2 Trong 24 giờ qua thành phố cũng chưa ghi nhận thêm ca dương tính mới tại cộng đồng. Trong ngày 13 tháng 9, tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 9 đến 18 giờ ngày 13 tháng 9, Hà Nội đã tiêm được 248.313 mũi vaccine phòng COVID-19. Cộng dồn tới 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, toàn thành phố đã tiêm được 4.728.739 liều, trong đó mũi 1 là 4.325.619

trong đó có 518.931 mẫu âm tính và 13 mẫu dương tính với xét COVID-2, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 748.194 mẫu test nhanh kháng nguyên có 46 mẫu dương tính. Sau đó các mẫu này được xét nghiệm lại bằng RT-PCR, kết quả là có 5 ca dương tính.